Việt Nam nè. Cả cả nhà, nhà nhìn không? Xem là bông cúc của Việt Nam. Các bạn ơi, chị mới đi chợ về. Tại mình nhớ Việt Nam nhiều, bởi vì cái lúc nào cũng đồ Việt Nam mình cũng vẫn xài mãi mãi. 15 đồng nè cả nhà. Thấy thương không cả nhà? Và mấy anh mấy chị và các bạn ở Việt Nam nhìn á, cúc ở mà Việt Nam mình đâu có quý trọng nó đâu. Rồi qua Mỹ nè, đó các bạn nhìn bé lớn là mà 15 đồng. Tính mấy cây chị đếm thử được mấy cây chị? Đó, có một cây một chứ nhiêu, một cây phải không? 1 2 3 nó nhắc tàn ra. Phải không? Có ba cây mà hả? Để quay ba cây, ba cây. Thấy không? Nó quen ra người đẹp lại hiền, thấy không? Ba cây nó trồng ra gì nữa. Ờ, vậy là được 3 cây mà 15 đô. Ở bên Việt Nam mình chặt cái bình phịch thì phịch đứt cho nó đứt bỏ không? Mà dễ trồng lắm phải không chị? Cái này hả? Xong cái già đó. Rồi lấy hột rồi mình gãi lại nở lên dữ lắm. Các bạn xem coi cái người với cái bông ai đẹp hơn ai? Màu tím. Màu tím xinh xinh nó đẹp. Thôi mình nói chị đẹp hơn đi các bạn ơi, để chị buồn. Thôi, lúc nào mình cũng phải đẹp hơn qua. Chị mở ra coi cái chậu nó là cái gì trong đó. Mình mới đi chợ về. Không, chỉ cái chậu bình thường vậy thôi nè. Mình đẹp bằng mũ không? Ừ. Uh-huh. Mình mới đi chợ về. Chị thương quá. Chị lâu lắm em mới thấy được cái bông này đó chị. Bông cúc này của Việt Nam, rồi xong là bông 10 giờ. 10 giờ là đủ thứ màu hết trơn. Cái bông cúc này chỉ có một màu thôi. Màu tím thôi hả chị? Màu tím. Chị cái màu này á, chắc nó lâu tàn á chị ha. Nó tím đậm á. Ngắm bông với chị các bạn ơi. Ngắm xong rồi là phải ăn bánh. À, chị đi chợ chị mua bánh quá trời luôn nè. Mời cả nhà ăn đi chị, để chị ăn. Mời mình đi la đó. Bánh cam với mình nha. Bánh cam là bắt các bạn nhìn nghe không? Lục lạc như cái lục lạc á nè, nó trồng do như cái lục lạc á. Nè. Để mình ăn ra cho các bạn xem. Ăn cho nha, cả nhà xem nha. Xem nha. Cái bánh đó nó gì nè. Nó khéo không? Ủa sao nó cũng kháng trong vậy chị? Thì bởi vì người ta làm gì mới khéo mà. Là người ta để bột nổi nhiều phải không vậy? Nổi nhiều. Nè, các bạn nhìn xem nè. Ngon không? Đẹp phải không? Chị ăn thử rồi. Thôi giờ, nếu mà mình ăn là mình phải đè dẹp lại. Nè. Mời cả nhà ăn với mình, ngon quá chừng ngon không? Giòn quá ha. Nè. Nè. Người quay cả nhà ơi, em thèm quá à. Người quay phim thấy thèm không? Thèm. Trước khi đó xong cái bắt đầu mình làm gì gì nè. Mình đè cho nó dẹp lại thì mình ăn có nhân có đồ luôn. Chị ở ngoài là mè phải không chị? Ừ. Áo mè. Ừ. Đó, cả nhà nhìn xem. Mình nắng thêm một lần nó khéo không? Đó, như vậy thì mình ăn phải đều thôi. Nè, quá chừng khéo luôn. Răng mè trồng do đẹp quá. Ăn nghe cái nhà. Chị giống như bánh tiêu hết chị. Bánh cam mà sao nó làm giống như bánh tiêu phải không? Thấy không? Rồi. Chị ăn ngon lành luôn. Chị, em tặng cho chị cái bông bóng nè. Nhà gì? Tặng cho chị đó. Còn quà đó chị. Đây đó nè, tự khui quà đi. Ừ, tặng cho chị đó, chị cho chị vui. Bông bông bài, bông bông bài. 15 tuổi đó. Chị vui quá. Có gì? Có gì nhìn thấy sợ quá. Thấy sợ quá. Cái cài cài lên liền. Cài sao? Đây gì phải không? Cài cho nó đẹp lên. Cả nhà thấy chị vui không? Không, mình mới mua phải còn hiểu chứ. Để thôi chị nói em lấy đồ đồ cũ nhà tặng chị rồi sao? Cả nhà thấy chị không? Đó, lúc lắc chị cho nó kêu.
chị còn trái bí nữa kìa, chị phe với các bạn đi, có trái bí nhỏ xíu nữa kìa. Xong đây là kẹo, đây kẹo này là kẹo gì? Không phải kẹo, không phải kẹo hả? Đó là cái mà đốt lên nó như vậy hả? Có bông gì đó quá trời nhiều rồi, không biết cái gì đó là cái gì luôn á. Cái này là cái gì? Siêu nhân của chị đó, tặng cho chị đó đây. Tặng tặng đồ đồ gì? Thành baby, đồ chơi cho chị đó. Thành baby. Cái này là mới chính thức là kẹo nè. Hồi nãy mình bị sai lầm. Sai lầm à, ôm cái bông bóng đi, trở vui đi. Cái bạn quay phim này nè, đưa mình ra đặng làm người mẫu nè. Mà cái này chắc không biết người gì. Cái này người mẫu gì mà kỳ cục. Người mẫu kỳ cục. Người mẫu gì mà kỳ cục. Em làm cho chị vui ở mà trên, ở trên số 8 mà ở dưới cũng số 8 luôn. Chính giữa cũng số 8 luôn. Chị đây, còn trái bí nữa kìa. Trái bí nhỏ xíu kìa. Thấy cưng không? Mà trái bí này mình ăn không có được. Chỉ mình không ăn gì kỹ lắm. Chỉ mình chơi thôi phải cho nó chơi, vui thôi phải không? Thấy thương quá à. Các bạn thấy không? Cho bí dễ thương không? Bí này đâu có ăn không có ngon lắm, ăn gì kỳ cục lắm. Mình ăn được cái hộp nó đó, ăn được cái hộp thì cái hộp ăn hộp được cái hộp bự lắm luôn. Đó cả nhà xem. Không, mình mở này ra đi, kỳ quá. Kỳ quá. Gói tóc hết rồi. Thích nhất là cái chậu hoa này. Mình đẹp để mình nấu, hồi nãy mình làm bông bóng bay. Ca một bài đi, có bài gì ca không? Đi ca đi, ca bản gì giờ? Ca giống Yến Nhi đi. Mình ca rồi khán giả cười, khán giả chạy trên, khán giả cười chạy trên. Để mình ca bông bóng bay. Nên không có làm ca sĩ được. Mình đâu có làm ca sĩ được đâu các bạn. Vậy cả nhà xem bông bóng bay xong. Đẹp quá cả nhà ơi. Vui không? Vui. Vui vậy thôi ngồi ăn bánh tiếp đi. Mình thấy chị vui mình cũng vui đó cả nhà. Chị yêu đời lắm đó. Còn chị tin. Thì con chú nói chè bắp kìa. Ờ, lấy chè bắp ăn luôn đi chị. À, còn gì ăn hết đi. Thôi, bây giờ khoe thôi chứ giờ ăn không nổi. Khoe cho các bạn xem mình mới đi chợ về. Mình mua cái gì, chè bắp hả? Chè bắp 5 đô. Cả nhà thấy không, ngon ha. Ở trên nước cốt không? Ở dưới. Trên nước cốt. Lá dứa. Ở dưới bắp lá dứa. Vậy là đọc sao? Chè bắp lá dứa hả? Đọc sao cho chị Tư Giếng, đừng có la cho chị Tư Giếng. Mời chị Tư Giếng ăn đi với chị xíu. Chị Tư Giếng chị sáu bé, chị năm đẹp và chị xíu ăn bánh cam và ăn chè bắp với em nha. Nè, bánh cam bên đây làm đẹp lắm chị, mấy chị ơi, mấy chị cùng ăn với em cho vui nha, hưởng mùi thôi. Mỹ là cái gì cũng to hết. Chị Tư Giếng ơi, cái ngày mà em trông cho chị qua đây, chị hưởng cái gì cũng vẫn là to hết bên Mỹ. Em là em trông chị Tư Giếng nhiều nhất luôn. Đó, bánh cam ngon không mấy chị? Chị Tư Giếng hưởng thụ quá, không có được nhiều. Bây giờ em trông mong chị qua Mỹ, chị hưởng cái gì cũng vẫn là to. Chị thấy cái bánh cam bên Mỹ không? Nó to như vậy nè. Chị ơi, lòng bàn tay coi nó bự bao nhiêu. Giống thịt cái bánh luôn á. Chị ơi, nè chị nhìn xem. Nó nguyên cái lòng bàn tay em luôn. Mấy chị nhìn thèm không? Mà ăn hai cái mới no phải không chị? Hai cái bánh này mới no. Giống cũng như bánh bánh gì? Bánh gì mà ở Việt Nam là kêu bánh gì mà nó bánh
gì mà mình dò cái đầu gói nó không có, nó chùi lủi luôn nè. Bánh gì trời, bánh gì không biết, bây giờ quên rồi. Bánh gì? Bánh gì không nè, cả nhà coi nè, chị nè, à, chị mua mấy bịch luôn nè, à, cả nhà thấy ngon không? Một đồng mấy, một đồng, một đồng mấy cái ta? Đồng 25. 4 cái 5 đô. 4 cái 5 đô. Cũng rẻ ha. Tính tiền Việt Nam là nghỉ ăn luôn. Nghỉ ăn chết đói rồi sao? Người ăn 2 cái là dữ lắm. Rồi chị ăn cảm giác sao, chị nói đi. Nó béo không? Nó ngọt, mà nó ngọt vừa vừa chứ không có ngọt quá. Cái này đâu có chất béo, chỉ là ở trong nhân nó làm cho nó mình mặn mặn à. Ừ. Ở trên cái nhân nó làm mặn mặn cho mình à. Đậu xanh. Để em thử có nhiều không? Chắc là để muối vô hả chị? Nên nó mặn mặn. Để muối không là không có dừa. Bánh cam này nó tròn do à, như trái banh lông á. Ngon đó chị, giòn ngon ha. Lông lông mềm đẹp lắm. Thôi bye bye, chúc cả nhà được nhiều hạnh phúc và vui vẻ. Và được gặp nhiều may mắn. Bài đang cho chị ăn nữa các bạn. Mà quay cái chậu bông cho các bạn coi này, nó quay gần dễ thương không? Cái nhà thấy không? Lâu mới biết mới thấy được cái chậu bông này. Dĩ dãn của Việt Nam. Ê chị, bông này bà nội thích lắm phải không? Bà nội á. Dễ thương không? Bông cúc mà. Cúc cục đuôi ai nuôi mày lớn. Ừ, dạ ca đi. Thưa thầy, tôi lớn một mình ơn là nói thầy. Giỏi, chân chân điểm. Rồi bài cả nhà bài nha, để ngồi nhà. Chị làm mắc cười quá.